Kiểu thế gọi là mầm non, kiểu như nấu mật mầm non ấy, nước Mật canh đi mật ạ. vậy, thấy chưa? Và đẹp chưa? Ừ. Thấy rồi. Vậy nó phủi lên cả điện thoại nữa. Giờ hỏi. Quá nặng quá cổ. Cái đồ này hết rồi em ơi. Đây. Hết chất rồi chị. Hết rồi. Đây mà như là nó